Chào mừng các bạn đã đến với bản tin về xe. Dù đã ra mắt được hơn 2 năm, nhưng Ford vẫn muốn chiều lòng khách hàng bằng một phiên bản mới của Explorer. Sau nhiều lần úp mở, Ford Explorer bản dẫn động cầu sao đã được ra mắt, lấy tên gọi là Explorer ST. Mức giá để sở hữu mẫu xe này là 49.000 USD, tương đương với khoảng 1 tỷ 117 triệu đồng. Sự góp mặt của Ford Explorer ST nâng tổng số phiên bản của Explorer tại Mỹ lên con số 7. Xe được trang bị bộ mâm 20 inch, ống xả kép, lưới tản nhiệt màu đen, đèn ngoại thất tối màu. Ford Explorer sử dụng động cơ EcoBoost V6, dung tích 300 lít, cho công suất 400 mã lực. Mô men xoắn cực đại là 562 Nm, hộp số tự động 10 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Explorer ST AWD 2022 do Ford công bố là 13.07 lít trên 100 km đường đô thị và 9.8 lít trên 100 km đường cao tốc. Thực tế, ngoài Explorer ST, Ford còn phát triển thêm hai biến thể là ST Line và ST Enthusiast. Đối với những khách hàng mê mẩn phong cách của phiên bản Explorer ST hiệu năng cao nhưng lại muốn tiết kiệm nhiên liệu thì có thể lựa chọn phiên bản Explorer ST Line với mức giá thấp nhất là 41.430 USD, tương đương với khoảng 945 triệu đồng. Tiếp đó là ST Enthusiast giá 44.005 USD, tương đương với khoảng 1.003 triệu đồng. Không có động cơ 300 lít, thay vào đó Ford Explorer ST Line được trang bị động cơ EcoBoost 2.3 lít, sản sinh công suất 300 mã lực cùng hộp số tự động 10 cấp. Với hai tùy chọn hệ dẫn động cầu sau FWD và hệ dẫn động 4 bánh AWD. Bên trong, xe có vô lăng kiểu thể thao tích hợp tính năng sưởi, ghế ngồi được bọc da và tạo điểm nhấn bằng những đường chỉ khâu màu đỏ. Hàng ghế trước cũng được trang bị tính năng sưởi. Một số tính năng và tiện nghi tiêu biểu như dàn âm thanh 12 loa, hệ thống định vị điều khiển bằng giọng nói, sạc không dây, camera 360 độ, gương hậu chống chói, gói trang bị hỗ trợ lái xe. Trên đây là những thông tin đầu tiên về mẫu xe Ford Explorer 2022. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy để lại bình luận của các bạn về mẫu xe này. Đừng quên ấn like và subscribe kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.